đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Tiền Năm Nét. Sau đây là những thông tin chính. Một nhân viên bầu cử đã bị sa thải sau khi một thùng phiếu được phát hiện nằm giữa đường ở Mỹ vài ngày trước cuộc bầu cử quan trọng. Đoạn video từ camera hành trình được chia sẻ trên Instagram cho thấy một thùng phiếu màu xanh lam và một túi phiếu còn nguyên niêm phong được một tài xế phát hiện giữa đường ở Cutler Bay, bang Florida vào ngày 29 tháng 10. Trên thùng phiếu có dòng chữ, tài liệu bầu cử chính thức cùng với số seri. Số phiếu nói trên lập tức được tài xế mang đến nộp tại đồn cảnh sát địa phương. Trong một tuyên bố, Sở Bầu cử tại hạt Miami-Dade xác nhận đã nắm được thông tin về sự cố này và gọi đây là lỗi của con người. Tuyên bố nêu rõ, một nhân viên bầu cử đã quên khóa thùng xe tải, khiến một thùng phiếu và một túi phiếu rơi xuống đường, trong thùng chứa lá phiếu của các cử tri đã bỏ phiếu sớm. Tuyên bố lưu ý rằng, nhân viên bầu cử đã kiểm tra thùng phiếu, họ xác nhận con dấu còn nguyên vẹn và khẳng định không có hành vi giả mạo hoặc phá hoại nào xảy ra. Mặc dù không phải là hành vi cố ý, nhưng cơ quan bầu cử không thể dung thứ cho sai sót này và nhân viên làm rơi phiếu bầu đã bị sa thải. Theo The Miami Herald, Christina White, giám sát viên bầu cử của hạt cho biết, các lá phiếu trước đó đã được quét và kiểm đếm tại một địa điểm bỏ phiếu sớm ở thư viện sau đây. Sự việc xảy ra sau khi hàng trăm phiếu bầu cử tri bị thiêu rụi trong hai vụ cháy thùng phiếu ở Vancouver và Portland. Các thiết bị gây cháy đã được sử dụng trong cả hai vụ việc. Kiểm soát viên hạt Clark Greg Kimsey nói với Oregon Live, có vẻ như một thiết bị đã được sử dụng bên ngoài thùng phiếu khiến các lá phiếu bị đốt cháy. Kimsey nói thêm, chúng tôi không thể đếm chính xác nhưng có tới hàng trăm lá phiếu. Kiểm toán viên Kimsey cho biết trên tờ New York Post rằng lần lấy phiếu gần đây nhất là từ thùng phiếu vào ngày 26 tháng 10 lúc 11 giờ sáng. Ông nói, bất kỳ ai gửi phiếu sau 11 giờ sáng thứ Bảy, 26 tháng 10 nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Nhóm của chúng tôi sẽ thay thế lá phiếu của họ. Việc bỏ phiếu sớm đang diễn ra ở một số tiểu bang của Mỹ, bao gồm Florida và Washington. Bầu cử Tổng thống Mỹ mang lại thay đổi gì với Nga? Câu hỏi về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin mỉm cười và nhấn mày trong một sự kiện hồi tháng 9. Khi được hỏi liệu ông thích ứng viên Donald Trump hay ứng viên Kamala Harris, Tổng thống Nga đã khiến người nghe bất ngờ với câu đùa của ông, với ý chế giễu nhẹ nhàng về Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Putin nói trước khán giả tại diễn đàn kinh tế ở Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông, người yêu thích của chúng tôi, nếu bạn có thể gọi như vậy, là Tổng thống đương nhiệm, ông Biden. Nhưng ông ấy đã bị loại khỏi cuộc đua và ông ấy kêu gọi tất cả những người ủng hộ ông chuyển sang ủng hộ bà Harris. Vâng, chúng tôi sẽ làm như vậy và chúng tôi sẽ ủng hộ bà ấy. Ông Putin nói thêm rằng, tiếng cười biểu cảm và dễ lan tỏa của bà ấy cho thấy bà ấy đang làm rất tốt. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 là sự kiện quan trọng đối với Nga. Câu trả lời có vẻ trêu chọc của Tổng thống Putin cũng thể hiện một phần quan điểm của Nga đối với hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ hiện nay. Theo các nhà phân tích, cả hai ứng viên đều hầu như không hứa hẹn sẽ cải thiện mối quan hệ song phương đã chạm đáy kể từ sau chiến tranh lạnh. Phó Tổng thống Harris có lập trường cứng rắn với Nga. Ông Trump cũng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Tổng thống Putin. Tuy nhiên, tại cuộc họp vào tháng 9, ông Putin phàn nàn rằng khi ông Trump còn tại nhiệm đã có quá nhiều hạn chế và lệnh trừng phạt đối với Nga hơn bất kỳ chính quyền nào trước đây. Timothy Cotton, nhà nghiên cứu tại Học viện Nghiên cứu Quốc tế và khu vực Harvard cho rằng, Điện Kremlin nói chung tin rằng sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, theo quan điểm của Nga. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu này, ông Trump có vẻ đỡ hơn đối với Nga vì không còn là nhân tố bí ẩn. Tỷ phú Elon Musk chi thêm khoảng 44 triệu đô la Mỹ cho nhóm hành động chính trị ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong nửa đầu tháng này, trong bối cảnh người đàn ông giàu nhất thế giới gia tăng nỗ lực tiếp sức cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong chặng đua nước rút vào Nhà Trắng. Khoản tiền này được nêu bên trong báo cáo của Ủy ban Hành động Chính trị American PAC gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang. Báo cáo trước đó cho thấy tỷ phú Musk đã chuyển cho nhóm này khoảng 75 triệu đô la Mỹ trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. American PAC tập trung vào hoạt động vận động cử tri ở các bang cạnh tranh quyết liệt có thể quyết định kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Ủy ban này công bố đã chi 47 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu tháng 10. Nhóm hỗ trợ tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump dựa nhiều vào các nhóm bên ngoài để vận động cử tri. Vì thế, ủy ban mà tỷ phú Musk lập ra đóng vai trò đáng kể trong cuộc đua cực kỳ xích sao giữa ông Trump với Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong khi đó, nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump chi hơn 88 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trong nửa đầu tháng này, khiến ông chỉ còn 36 triệu đô la Mỹ trong ngân hàng để chi cho chiến dịch trong những ngày còn lại. Ông Trump huy động được 16 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu tháng 10. Nhóm hỗ trợ cử tri của bà Harris huy động được nhiều tiền hơn nhưng cũng chi nhiều hơn ông Trump trong những tháng gần đây. Nhóm của bà chưa nộp báo cáo về chi tiêu trong nửa đầu tháng này.
Một nhóm hành động bảo thủ khác là Sentinel Action Fund cho biết rằng họ đã nhận được 2,3 triệu đô la Mỹ từ tỷ phú Musk. Những khoản tài trợ lớn của ông chủ hãng xe điện Tesla cho America PAC đưa ông vào nhóm các nhà tài trợ lớn nhất của Đảng Cộng Hòa, cùng danh sách với người thừa kế ngân hàng Timothy Mellon và tỷ phú sòng bài Miriam Anderson. Để tạo nên cú hích lớn cho ông Trump, American PAC hứa tặng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho người được lựa chọn ngẫu nhiên trong danh sách ký đơn kiến nghị trực tuyến dành cho cử tri ở bang chiến trường. Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi thư đến American PAC để cảnh báo hành động này có thể vi phạm luật liên bang. Kết quả thăm dò Reuters IPSOS vừa công bố cho thấy khoảng cách giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump chỉ còn ở mức 44%-43%. Kết quả của cuộc thăm dò được Reuters và IPSOS thực hiện trong 3 ngày, kết thúc vào ngày 29 tháng 10, cho thấy hai ứng cử viên ngang bằng nhau trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Cuộc thăm dò có biên độ sai số khoảng 3 điểm phần trăm theo cả hai hướng. Dù bà Harris dẫn trước ông Trump trong mọi cuộc thăm dò do Reuters và IPSOS thực hiện đối với các cử tri đã đăng ký kể từ khi bước vào đường đua vào tháng 7, nhưng khoảng cách dẫn trước của bà liên tục bị thu hẹp kể từ cuối tháng 9. Cuộc thăm dò trước đó do Reuters, IPSOS tiến hành từ 16 đến 21 tháng 10 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò mới nhất khảo sát 1.150 người trưởng thành trên toàn quốc, trong đó có 975 cử tri đã đăng ký, cho thấy ông Trump có lợi thế đáng kể so với bà Harris trong một số vấn đề mà cử tri coi là cấp bách nhất. Ông Trump cũng có lợi thế lớn trong vấn đề nhập cư, khi ông đưa ra những đề xuất cứng rắn như trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Khoảng 48% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề nhập cư là tốt nhất, trong khi 33% chọn bà Harris. Cuộc thăm dò cũng cho thấy lợi thế của bà Harris về vấn đề chủ nghĩa cực đoan chính trị đang giảm dần. Khoảng 40% cử tri trong cuộc thăm dò cho biết bà có cách tiếp cận tốt hơn để xử lý chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ, trong khi 38% chọn ông Trump. Việc tờ Washington Post mới đây đột nhiên tuyên bố trung lập không ủng hộ bà Harris khiến người ta bất ngờ và có thể gây ra hệ lụy. Kể từ năm 1976, Washington Post hầu như luôn ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, Jeff Bezos, người sáng lập Amazon và là người đứng sau tờ báo này, bất ngờ hãm phanh và ra lệnh rút bài xã luận ủng hộ bà Kamala Harris, đồng thời tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử lần này và sẽ tiếp tục trung lập như vậy trong tương lai. Giám đốc điều hành Washington Post William Lewis thậm chí còn long trọng tuyên bố, là một tờ báo ở thủ đô của quốc gia quan trọng nhất thế giới, trách nhiệm của chúng tôi là duy trì sự độc lập. Trong chuyên mục của mình, ông Jeff Bezos bảo vệ quyết định giữ thái độ trung lập của Washington Post trong cuộc bầu cử 2024, nói rằng động thái này nhằm xây dựng lại niềm tin của công chúng đối với giới truyền thông. Trích dẫn dữ liệu của Viện Gallup, ông chỉ ra rằng niềm tin của người Mỹ vào truyền thông đã giảm xuống mức thấp, thậm chí thấp hơn cả với Quốc hội, đồng thời cho biết, nghề của chúng ta đã trở thành nghề kém tin cậy nhất và rõ ràng là những gì mà chúng ta đang làm không hiệu quả. Ông Jeff Bezos cho rằng, quan điểm của báo chí sẽ không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, nhưng lại có thể dễ dàng gây ra sự thiên vị. Ông nhấn mạnh, việc ngừng ủng hộ một ứng cử viên tổng thống là một quyết định có nguyên tắc và là quyết định đúng đắn, đồng thời thừa nhận, chỉ từ chối ủng hộ một ứng cử viên là không đủ để tăng cường đáng kể niềm tin, mà đó là một bước quan trọng để đi đúng hướng. Chúng ta lẽ ra phải có hành động sớm hơn và tránh xa tâm lý bầu cử. Ông Bezos phủ nhận rằng quyết định này liên quan đến bất kỳ sự trao đổi lợi ích nào và nói rõ rằng cuộc gặp của ông với ông Donald Trump vào ngày công bố quyết định đứng trung lập chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó không liên quan gì đến lập trường trung lập của tờ báo và mọi giả thuyết ngược lại đều là sai trái. Tuy nhiên, quyết định này đã gây ra hệ lụy đáng kể. Theo NPR, Washington Post đã mất hơn 200.000 người đăng ký mua báo kể từ hôm 25 tháng 10. Nhiều độc giả theo chủ nghĩa tự do bày tỏ sự tức giận trước quyết định của tờ báo không ủng hộ bà Harris nữa và kết quả nhiều biên tập viên đã từ chức. Công đoàn và nhân viên của Washington Post phản đối, cho rằng quyết định của ông Bezos đã làm tổn hại các giá trị cốt lõi của tờ báo. Mặc dù Washington Post đã mất một lượng lớn người đăng ký vì không còn ủng hộ bà Harris, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến cá nhân ông Jeff Bezos. Là một tỷ phú, ông không dựa vào doanh thu từ việc đăng ký để duy trì hoạt động cho tờ báo của mình.
lập trường trung lập của ông cho thấy ông không muốn Washington Post trở thành cơ quan ngôn luận của Đảng Dân Chủ, đặc biệt trong bối cảnh lòng tin của người dân đối với truyền thông đang ngày càng suy giảm. Ông càng có khuynh hướng muốn tạo ra một cơ quan truyền thông độc lập, vượt lên các đảng phái để duy trì và mở rộng quyền phát biểu ý kiến của công chúng. Bài xã luận về quan điểm của ông Jeff Bezos trên tờ Washington Post hôm 28 tháng 10 có nhan đề Sự thật phũ phàng, người Mỹ không tin tưởng vào giới truyền thông. Ông viết, trong các cuộc khảo sát công chúng hàng năm về niềm tin và danh tiếng, các nhà báo và giới truyền thông thường xếp hạng gần cuối, thường chỉ ở trên quốc hội. Tuy nhiên, cuộc thăm dò của Gallup năm nay cho thấy chúng ta thậm chí còn kém tin cậy hơn cả quốc hội. Nó cho thấy ngành công nghiệp của chúng ta hiện đã trở thành nghề ít được tin cậy nhất, và rõ ràng chúng ta chưa làm đủ ở một số khía cạnh. Hãy để tôi sử dụng một so sánh. Máy bỏ phiếu cần đáp ứng hai yêu cầu. Thứ nhất, cần phải đếm phiếu chính xác. Thứ hai, người dân phải tin tưởng vào độ chính xác của chúng. Điểm thứ hai này khác với điểm thứ nhất, nhưng cũng quan trọng không kém. Kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang nóng lên khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ở giai đoạn nước rút và diễn ra rất quyết liệt. Trong lịch sử, các cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ luôn được trông chờ và được coi là một trong những cuộc bầu cử gay cấn và kéo dài nhất trong thế giới. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris và của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump đang bám đuổi nhau xít sao về tỷ lệ ủng hộ. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra, tức ngày 5 tháng 11. Đây là lúc mà hai ứng cử viên Tổng thống của Mỹ tăng cường mạnh mẽ các cuộc vận động. Cuộc bầu cử của Mỹ năm nay đang trên đà trở thành cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tốn kém nhất trong lịch sử. Tính đến giữa tháng 10, các ứng cử viên và các nhóm đồng minh của họ đã huy động được tổng cộng hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Nhìn chung, ít nhất 144 người trong danh sách khoảng 800 tỷ phú của Mỹ của tạp chí Forbes đang sử dụng sự giàu có của mình để tác động đến cuộc bầu cử này. Một phân tích của tờ Financial Times cho thấy các tỷ phú đã quyên góp ít nhất 695 triệu đô la Mỹ cho các ứng cử viên tổng thống của Mỹ, tương đương khoảng 18% tổng số tiền huy động được trong kỳ bầu cử này. Ông Trump được cho là đặc biệt phụ thuộc vào giới tinh hoa của Mỹ, với khoảng 1/3 số tiền mà chiến dịch tranh cử của ông và các nhóm đồng minh huy động được đến từ các tỷ phú, nhiều hơn so với tỷ lệ tỷ phú đóng góp bên phía bà Harris. Về tổng thể, từ tháng 1 năm 2023 đến giữa tháng 10 năm 2024, các nhóm ủng hộ Tổng thống Joe Biden và bà Harris đã huy động được nhiều hơn các nhóm ủng hộ ông Trump với mức 2,2 tỷ đô la Mỹ so với 1,7 tỷ đô la Mỹ. Các con số này cho thấy bước nhảy vọt về lượng tiền mặt đổ vào chính trường của Mỹ kể từ năm 2010 cho tới nay, khi tòa án tối cao ra phán quyết mang tính bước ngoặt vào năm 2010. Theo đó, cho phép các cá nhân quyên góp số tiền không giới hạn cho các siêu nhóm hành động chính trị, hay còn gọi là siêu PAC, vốn độc lập với các chiến dịch tranh cử chính thức. Theo Financial Times, khoảng 127 triệu đô la Mỹ chiếm khoảng 6% trong tổng số tiền mà bà Harris huy động là do các tỷ phú quyên góp. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với phía ông Trump. Hiện đang có một vài tờ báo công khai thông báo về việc sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, gồm USA Today, The Washington Post và The Los Angeles Times. USA Today từng ủng hộ ứng viên Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và đứng về phía cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tại cuộc bầu cử năm 2016. Người phát ngôn của USA Today, Lakshmi Atul, ngày 29 tháng 10, chia sẻ với Fox News. Mặc dù USA Today sẽ không ủng hộ các ứng viên tổng thống, nhưng biên tập viên địa phương tại những ấn phẩm thuộc USA Today Network có quyền quyết định ủng hộ ở cấp tiểu bang hoặc địa phương. Lý do chúng tôi quyết định như vậy là bởi tin rằng tương lai của nước Mỹ được quyết định tại địa phương, từng cuộc đua một. Và với hơn 200 ấn phẩm trên toàn quốc, dịch vụ xuất bản của chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả sự thật quan trọng và thông tin đáng tin cậy mà họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt. Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi cả The Los Angeles Times và The Washington Post đều tuyên bố sẽ không đưa ra ủng hộ ứng viên nào trước ngày bầu cử. Mật khẩu hệ thống bỏ phiếu đã bị đưa nhầm lên trang web của thư ký bang Colorado trong vài tháng trước khi được phát hiện và gỡ xuống. AP đưa tin ngày 30 tháng 10. Những sơ sót này không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.
các quan chức bầu cử bang cho biết hôm 29 tháng 10. Phát ngôn viên Jack Todd của văn phòng thư ký bang Colorado cho biết, mật khẩu này chỉ là một trong hai mật khẩu cần thiết để truy cập vào bất kỳ thành phần nào của hệ thống bỏ phiếu của bang, và chỉ là một phần của hệ thống bảo mật nhiều lớp. Ông Todd nói, hai mật khẩu này được giữ ở các vị trí khác nhau và do các bên khác nhau nắm giữ. Đây không phải là mối đe dọa bảo mật, thư ký bang Colorado Jenna Griswold khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Nine News hôm 29 tháng 10. Bà Griswold cho biết, văn phòng của bà đang điều tra. Không phải tất cả các mật khẩu trong bảng tính đều đang hoạt động và không có lý do để tin rằng đã xảy ra vi phạm bảo mật. Bà cho biết, nhân viên đang thay đổi mật khẩu, kiểm tra nhật ký truy cập và các số theo dõi chuỗi quản lý truyền truy cập. Bà Griswold thường xuyên khẳng định, Colorado là chuẩn mực vàng về an ninh bầu cử, mặc dù đã có một số trục trặc trong quá khứ. Sự cố lộ mật khẩu đã làm dấy lên chỉ trích từ Chủ tịch Đảng Cộng Hòa bang Colorado vào thời điểm hệ thống bầu cử của Mỹ đang bị giám sát chặt chẽ, dù các cuộc bầu cử tại Mỹ vẫn đáng tin cậy. Luật Colorado yêu cầu thiết bị bầu cử phải được giám sát và lưu trữ trong các phòng bảo mật, quyền truy cập được bảo vệ, theo dõi và ghi lại. Cử tri Colorado điền vào phiếu bầu giấy và các phiếu bầu này được kiểm tra sau khi bầu cử. Các quan chức bầu cử phát hiện ra vào tuần trước rằng bảng tính chứa mật khẩu trong một tab ẩn đã xuất hiện trên mạng. Ngay khi các sơ sót được phát hiện, ông Todd cho biết họ đã hành động ngay lập tức và thông báo cho cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng Mỹ. Giám đốc điều hành Hiệp hội Thư ký Colorado, Matt Crane, đã nói với Nine News rằng mặc dù sai sót này gây lo ngại, nhưng Hiệp hội hài lòng với phản ứng của Thư ký bang Colorado. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa bang Colorado Jeff Williams đã gửi thư yêu cầu văn phòng thư ký bang xác nhận rằng các mật khẩu đang bị lộ được thay đổi. Đầu tháng này, thư ký của một quận Colorado, Tina Peters, đã bị kết án 9 năm tù vì một âm mưu vi phạm dữ liệu dựa trên các tuyên bố sai sự thật về gian lận máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các cuộc khảo sát toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của các cử tri, nhưng các kết quả của các đại cử tri đoàn theo từng bang sẽ quyết định người chiến thắng. Vì thế, 7 bang chiến trường đóng vai trò quyết định. Bà Harris hiện tại dẫn trước ông Trump với tỷ lệ hẹp như vậy có thể không đủ để bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, kể cả khi khoảng cách này được duy trì cho đến ngày 5 tháng 11. Ông Trump trước đó đã đánh bại ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 nhờ đại cử tri đoàn, dù bà Clinton thắng về số phiếu phổ thông toàn quốc với cách biệt 2 điểm.